cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể con tin hấp cứu số 296 ạ. Sực ba phút thăng vào nước trắng tí, sáng đa vô ta mà sao qua ta. Về sang đi qua chà ra tô cha, nhiếp trăng bút tha gà ta xa tì. Sực ba phút thăng mà vút trắng tí, xa đa vô ta mà sao qua ta. Về sân đi qua chà ra tô cha, nhiếp trăng bút tha gà ta xa tì. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sực ba vô thăng và vô trắng tí, xá đa vô ta mà xa quá ta. Về sân đi qua chà ra tô cha, biết chăng bút tha và ta xá tìm. Đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chú trú niệm tinh cần, nào ngồi ăn nói nhất tâm hiện hoài. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới. Dạ, con đã kể xong rồi, xin gửi hết lời cho chị Xuân Mai. Dạ, cảm ơn chị Trần Đạo. Con Sương Mai, Nam Mô Buddha Dạ, Nam Mô Thamma Dạ, Nam Mô Sangha Dạ. Dạ, con xin đọc pháp cú 296. Sup ba bút thăng, ba bút chàn ti, sa đà, lô tá ma sa, quá cà, dê sang thi hòa, chá rát tô chá, niết chàng bút thá gát tà sát tí. Sup ba bút thăng, ba bút chàn ti, sa đà, Gô tá ma sa quá ca, về sằng thi hòa chá rát tô chá, niết chàng bút tha gát tà sát tí. Bụt sụp ba bút thăng, bụt chá chán tí, sa đa gô tá ma sa quá ca, về sằng thi hòa chá rát tô chá, niết chàng bút tha gát tà sát tí. Sụp vã bù thăng bù cha chăn tí, xa đa gô ta mà xa quá ca, về sẵn thi hoa cha ra tô cha, niết chăng bù tha gà ta sát tí. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường Phật đã thường niệm, thường Phật đã thường niệm. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu, đệ tử Gotama ngày đêm tỉnh giấc Phật đã niệm luôn, ngày đêm tỉnh giác Phật đã niệm luôn, chăm chuyên chú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài. Bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời Ái Minh nha. Ái Minh đâu rồi? Mời Ái Minh nè. Và để coi vị nào nữa đây. Dạ, kính mời Quỳnh Châu Phan đi. Dạ, kính mời. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn chị Xuân Mai. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sơn Kha Giá. Còn kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cô tu nữ Thâm Mái Chari, cô tu nữ Tự Duyên. Ái Minh kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Đặng Đông. Con kính tri ân cô Tự Duyên, cảm ơn chị Hoàng Nguyệt đã cho biết rõ âm thanh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 296. Sup ba bút thăng ba bút chàn tí sa đà gô ta ma sa qua ca ye sang đi qua cha tra tô cha ni chàng bút tha ga ta sa tí. Sup ba bút thăng ba bút chàn tí sa đà gô ta ma sa qua ca ye sang đi qua cha tra tô cha ni chàng bút tha ga ta sa tí.
Từ ba bữa thăng ba bữa chan tí sa đa hô ta ma sa wa ca về sẵn đi qua cha ra tơ cha đi chăng bữa tha ga ta sa tì đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà bản dịch của Hòa thượng Minh Châu sơ ba bữa thăng ba bữa chanh tì sa đa gô ta ma sa qua cà về sang đi qua cha ra tô cha ni chăng bữa tha ga ta sa tì sớp ba bữa thăng ba bữa chanh tì sa đa gô ta ma sa qua cà về sang đi qua cha ra tô cha ni chăng bữa tha ga ta sa tì đệ tử Đức Gotama ngày em tỉnh giác Phật Đà niệm luôn chăm chuyên chú niệm tinh cần nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài khổ thơ của Hòa thượng Giới Đức và em mình đã trả bài xong kính nhân nít lại đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô ấy mình. Nam mô Bích Tha, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tỳ Duyên xích trần đông xích trần đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn xích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh mến chào Cẩm Vân người vào đạo tràng. Cẩm Vân ơi, có cầm mic được không? Có tụng bài không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ cô tu nữ Tham Má Chá Rỉ hôm nay có cầm mic được không cô? Dạ, sa thủ bằng tay cảm vân. Dạ, nếu cô tu nữ Tham Má Chá Rí cầm mic được thì cho Nhật Quỳnh chính một tín hiệu để Nhật Quỳnh kính nhường mic cho cô ạ. À. Dạ, mời cảm vân trước nha, trong khi chờ đợi. Dạ Nam Mô Bố Tài Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 296. Súp bá bút thăng bá bút chanh tí xá đa vô tá má xa quá ca dê săn đi qua chá ráp tô chá nít chăng bút thá gá ta xá tí xúc phá bút thăng phá bút chăng tí xá đa gồ tá má xa quá ca dê săn đi qua chá ráp tô chá nít chăng bút thá gá ta xá tí Pá Pút Thăng Pá Pút Chanh Tí Xá Đa Gồ Tá Má Xa Quá Ca Dê Săn Lý Hoa Chá Ráp Tồ Chá Nít Chăng Bút Thá Gá Ta Xá Tí Đệ tử Gô Tá Má luôn luôn tự tỉnh giác vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu đệ tử Đức Gô Tá Má ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn chăm chuyên trú niệm tinh cần nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hoài bản thơ của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Vân đã ôn bài xong và kính mời cô tu nữ Tham Má Chá Rí. Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Phật Tính cùng chư tôn đức tăng và những em mà con không được viên.
Dạ kính lễ cô Tu Nữ Tuệ Nhi, kính chào toàn thể quý vị. Dạ sau đây con xin phép được chào bài Pháp Cú Kinh 296. Dạ, cảm ơn cô Tuệ Nhi, cô Giảng Đông đã cho biết là nghe rõ nha. Dạ cảm ơn cô Giảng Đông và bốn bà. Dạ, sau đây con xin phép được trả bài. Sun ba bua thang ba bua chan ti sa da go ta ma sa va cam ye sam ti qua cha ra to cha ni cham buon tha ga ta sa ti sun ba bua thang ba bua chan ti sa da go ta ma sa va cam Ye sam di qua cha ra to cha nghe chẳng buồn tha ra ta sa ti sun ba bơ thang ba bơ cha ti sa da bơ ta ma sa va cam Ye sam di qua cha ra to cha nghe chẳng buồn tha ra ta sa ti đệ tử Gotama luôn luôn tự đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà, đó là tục thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn, chăm chuyên chú niệm tinh cần, nằm ngồi ăn nói nhất tâm niệm hòa, đó là tục thơ của Hòa Thượng Đế Đức. Dạ con đã trả bài xong rồi, mời cô Nhật Quỳnh nhé. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Tu Nữ Tham Má Cha Rí. Dung Nguyễn vừa vào đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không Dung Nguyễn? Hôm nay Dung Nguyễn có cầm mic được không? Bớt đau cổ chưa? Dạ, cảm ơn. Xích Hoàng Nguyệt, xích Rạng Đông, xích Trần Đạo, cô Tu Nữ Tài Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Rồi, mời Dung Nguyễn ngang. Mau lên, mau lên. Dung Nguyễn không cầm mic được ha. Vậy không biết sao rồi. Dạ, chúc chỉnh lại. Dạ, bây giờ thì dạ, con xin được ông bài Pháp Cú Kinh số. Dạ, cảm ơn cô Tu Nữ Tại Duyên. 296. Cảm ơn Rạng Đông cho bài học. Sup Bát Bút Thằng Bát Bút Chẳng Ti Sát Đà Gơ Tam Ma Sa Quá Ca về sang đi qua cha rát tờ cha nít chẳng buốt thái ca ta sa tít đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác vô lượng ngày hai đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sập ba buốt thăng ba buốt chăn ti Sa da go ta ma sa wa ka Ye sang di wa cha ra to cha Ni chang bút tha ga ta sa ti Sa pa bút thang ba bút chan ti Sa da go ta ma sa wa ka Ye sang di wa cha rốt Cha ra to cha Ni chang bút tha ga ta Sa ti đệ tử Đức Gotama ngày đêm tỉnh giác Phật Đà niệm luôn,
chăm chuyên trú niệm tinh cần, nằm, ngồi, ăn, nói, nhất tâm niệm hoài. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Dung Nguyễn có thử mít không? Dạ, cho nhục bình một tín hiệu Dung Nguyễn ơi. Bây giờ chỉnh máy được chưa? Có thử mít không Dung Nguyễn? Dạ, vậy là chắc là Dung Nguyễn không, nó không cho mở. Vậy bây giờ Dung Nguyễn có thể tắt máy đi rồi làm lợi ha. Nhưng mà giờ thì cũng đã hết giờ rồi, thôi để ngày mai. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô. Dạ, mời cô tu nữ tự duyên chuẩn bị. Nhật Quỳnh tri ân đạo tràng xong, mời cô thỉnh pháp sư dùm Nhật Quỳnh nhân. Dạ, và nhận thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư và cũng như là thỉnh đại đức pháp tính nhân cô tu nữ tự duyên. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, cô tu nữ tự duyên. Cảm ơn cô Ái Minh, xích Sương Mai, xích Trần Đạo, xích Trần Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ tệ duyên thay mặt đạo tràng cùng thỉnh pháp sư và thỉnh đại đức pháp tính hai ngày rồi, để cho cô phải chuẩn bị hoài mà không có thỉnh pháp sư. Nhật Quỳnh xin sám hối với cô, cũng xin sám hối với đạo tràng. Nhật Quỳnh lu bu quá không có tặng hoa quý vị khi quý vị kệ kinh ạ. Rồi mà cô tu nữ tệ duyên ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Và bây giờ là giờ cung thỉnh pháp sư. Kính mời đạo tràng cùng tự duyên lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn ngàn như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lô mộc đặng nhờ ánh sáng trải hoa lành rải tặng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi võ đường an vui. Phạm thiên vân ngẫm ngồi khấn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tín giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bích Thay Giá. Dạ, con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư vừa xong.
Và bây giờ con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng. Có phải không Nhật Quỳnh? Không biết là Đại Đức Pháp Tính hay là Thượng Tọa Tuệ Quyền nữa. Và bây giờ tự nhiên xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ. Dạ cảm ơn Đạo Tràng. Dạ. Nhật không thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Tính. Dạ không biết là Đại Đức Pháp Tính có chút máy không ạ? Con tự nhiên kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ cảm ơn sư. Dạ bàn tay người ta dơ xinh đẹp như vậy mà không ai thấy. Alo. Alo, alo. Dạ. Dạ, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 297. Như thường lệ chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa từ vựng. Sắp báp bút thăng, báp bút chanh tí. Sắp bá bút thăng, bá bút chanh tí. Sắp bá bút thăng, bá bút chanh tí. Sa đà gô tắp má sa quá ca. Sa đà gô tắp má sa quá ca. Sa đà gô tắp má sa quá ca. Dê sang đi hòa, chá rát tô chá. Dê sang đi hòa, chá rát tô chá. Dê sang đi hòa, chá rát tô chá. Nít chăng tham má gá ta sá tí. Nít chăng tham má gá ta sá tí. Nít chăng tham má gá ta sá tí. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái hợp từ là sắp bát bút thăng. Sắp bát bút thăng ở đây là có nghĩa là khéo tỉnh thức. Sắp bát bút thăng, khéo tỉnh thức, hay là khéo giác tỉnh đó, nhà khéo tỉnh thức. Sắp bá bút thăng, bá bút chanh tí. Bá bút chanh tí đây là một cái động từ được chia ở thì hiện tại ngôi thứ ba số nhiều. Bá bút chanh tí có nghĩa là tỉnh giác. Bá bút chanh tí là tỉnh giác. Sa đà, sa đà có nghĩa là luôn luôn. Sa đà có nghĩa là luôn luôn. Trạng từ sa đà luôn luôn. Gotamasawaka. Gotamasawaka có nghĩa là các đệ tử Đức Gotama. Các đệ tử Đức Gotama, Gotama. Sawaka, Gotamasawaka là thinh văn cũng được. Dê săn, dê nghĩa là những vị ấy. Dê săn có nghĩa là những vị ấy. Đi qua, đi qua là cạn từ chỉ cho ban ngày. Chá là và, chúng ta biết rồi. Rắc tô là trạng từ chỉ cho ban đêm. Đi qua là ban ngày. Rất to là trạng từ chỉ cho ban đêm. Đúng rồi, chá có nghĩa là và. Rồi, nít chăng. Nít chăng là thường xuyên. Thường xuyên hay là thường thường. Thách
Dhammagata, Dhammagata có nghĩa là ân đức pháp. Dhammagata, ân đức pháp. Dhammagata, ân đức pháp. Sati, sati có nghĩa là niệm. Sati có nghĩa là niệm. Và hôm nay thì chúng ta học bài kệ này đọc cũng dễ, mà từ vựng thì nó cũng thó, thành ra chúng ta lướt qua rất là nhanh. Cảm ơn Phật tử An Minh rất là nhiều. Sapaputthang papuchanti sada gotamasa waka ye sang niwa charatto cha nicchang thammagata sati, có nghĩa là đệ tử Đức Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ thì một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Con xin thay mặt hội chúng được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ thiết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 297. Và con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con hay không, mà Thượng Tọa cho con một cái tín hiệu. Dạ, con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha, Gia Nam mô Tham Ma, Gia Nam mô Sang Khai, Gia Gia Thưa để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật tính và cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatibano Phakkawato Sawakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử nghiêm tịnh, xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta đã được nghe xem như là cái câu chuyện này, nó liên hệ 6 câu chuyện. Xin lỗi, 6 cái câu kệ chỉ là một duyên sự. Tức là duyên sự hôm nay cũng lặp lại là chuyện cậu bé và quỷ dữ. Thì câu chuyện này xảy ra ở tại thành quê Lũ Anh Á. Khi Đức Phật ngày trú ở tại đó. Và kính thưa quý vị, ở tại nơi đó có liên quan đến một cậu bé, con của một người bán củi tại thành Vương Xá. Hai đứa bé thường chơi banh với nhau. Thì một đứa nó là đệ tử Phật, một đứa nó là đệ tử của Ngoại Đạo. Thì thiếu niên Phật tử thì nó niệm Phật. Mỗi khi nó tung banh lên nó niệm Phật, nó đồng công Nam Mô Phật Đà, tức là Nam Mô Bụt Tha Giá đó quý vị, Nam Mô Bụt Tha Giá. Thì người con của nhà Ngoại Đạo thì thường xưng tụng công đức của Ngoại Đạo, và mỗi khi tung lên nó niệm Nam Mô A La Hán, tức là coi như là thần của nó đó. Cái chữ A La Hán đây chúng ta tạm hiểu cũng như là thần, tức là Nam Mô thần của nó chứ không phải là cái chữ A La Hán với là thần của mình. Thì thường thường thì thiếu niên Phật tử nó luôn thắng, còn cậu bé kia thua. Thì bé con Ngoại Đạo nó mới suy nghĩ, nó mới quan sát, mình nó biết à, này thường lên tập ăn Đức Phật như vậy, mỗi khi nó tung bên lên nó thắng mình, ta cũng sẽ làm như vậy. Bắt đầu nó niệm tưởng Phật Đà. Thì Ngọc ngoài nọ cha của nó vào rừng tìm củi, thì đem nó đi theo. Sau khi chất đầy củi, ông ta trở lại trên đường về thì dừng ở một cái bãi đất hỏa táng ngoài thành. Trọng địa điểm ở chỗ nơi
tốt ấy, để củi ở đó, rồi đem cơm ra ăn. Đến chiều ấy, xe bò nó kéo đi về, và cả bò trâu giữa nó vào thành, thì người cha chạy theo dắt bò. Trở ra thì trời đã tối, cổng thành đóng thì không ra được, thì đi mấy cậu bé ở bãi Tha Ma ngủ một mình dưới một chiếc xe. Thì lúc ấy dưới thành Vương Xá có hai cái con ác quỷ. Một con nó nằm, hai con ác quỷ này, cái cậu bé nằm ở đấy, một con thường nó cũng như là theo chánh theo tà, cũng có cái tâm chánh tâm tà. Thì đứa bé này là món mồi ngon của quỷ dữ mà, thì chúng ăn thịt nó, quỷ chánh bảo thôi đi đừng có làm như vậy. Mặc dù nó cố gắng cản ngăn nhưng cái quỷ tà nó cứ bám sát, nó cứ làm theo ý muốn của mình, và nó chụp cậu bé, nó xách cậu bé lên. Thì khi đó cậu bé chợt nhớ tới cậu bé Nam Mô Phật, tức là Nam Mô Bố Tha Giá, con quỷ nó kinh hãi, nó bỏ xuống. Thì quỷ chánh nó mới nói, nếu mà người làm cái điều mà không nên, người sẽ bị phạt đó. Để chuộc lỗi nó đứng nó canh cậu bé. Con quỷ tà đó thì bảo nó phải vào thành lấy một cái bát đĩa bằng vàng của vua đựng đầy thức ăn và đem cho con quỷ, đem cho con quỷ nó ăn. Thì cả hai con quỷ nó chăm sóc cậu bé, đem cho cậu bé ăn, thưởng cho cậu bé, thì hai chăm sóc như là người thân của nó vậy. Thì đến thì kính thưa quý vị, sau đó chúng dùng nhiều cái quyền lực khác để mà khắc lên cái dĩa và kể lại câu chuyện xảy ra như vậy đó, để nhà chỉ có nhà vua được đọc, người khác không thể đọc được. Và chúng đem đĩa lên cái xe, chúng đứng canh suốt đêm và đến sáng mới đi. Thì ngay sau đó tin truyền có bị ăn trộm vào cung vua lấy cái đĩa vàng của nhà vua, cũng như là chén vàng bát ngọc á, và dân chúng ở trong thành và tất cả quân dân chúng cũng như quân lính đi tìm lục lọi, đi tìm ra cái người mà lấy. Thì họ thấy cái đĩa trên chiếc xe của cậu bé, thì cho đây là ăn trộm. Và nhà vua bắt vào trình nhà vua, thì nhà vua nhận thấy trên chiếc dĩa, trả lời của vua chiếc dĩa, thì đọc xong câu chuyện, vua liền hỏi, mày con, thế này là nghĩa gì? Thì đứa bé này nó không biết, nó không thưa, đại vương con không biết, dịp rồi. Có cha có mẹ của con như là đem thức ăn tới cho con, rồi chừng cho con ngủ vậy đó. Con yên chí, con nghĩ đây là cha của mẹ, cha mẹ con, không ngờ đó chính là hai con quỷ đó. Và nó không, về con ngủ, không biết gì hết. Đến lúc cha mẹ con vừa đến, họ bảo rằng có một mình ở ngoài thành, nhà vua đến. Thì cho người đến để hỏi bắt con vậy thôi, chứ con không biết cái gì. Thì đúng lúc ấy cha mẹ con bé vừa đến nghe câu chuyện mới bảo rằng một mình ở ngoài thành mà nhà vua đưa cả nhưng mà tại sao bị như thế. Thì bây giờ cái chuyện này mới đến hỏi Phật và bạch lại cái câu chuyện cho Đức Phật nghe. Thì Đức Phật nghe nói, có phải ngươi niệm tưởng Phật Đà và sự che chở, hay là niệm tưởng pháp, hay là điều là có sự hộ trì? Thì cha mẹ là đứa bé ở nhà chánh đạo mà, cái thú vị, thì nó niệm tưởng lên. Thì đi đến cái người đệ tử này mới hỏi tiếp luôn, chỉ có niệm Phật được hay không? Thì không phải Đức Phật mà nói rằng niệm coi như ân đức Phật Đà, ân đức giáo pháp, rồi niệm tưởng coi như là niệm tưởng ân đức tăng già, niệm tưởng tức là thân hành niệm, rồi niệm tưởng ahimsa bất hại á, và niệm tưởng về Vipassana. Thì đây chính là, kính thưa quý vị, khi được như vậy đó thì nó như là một câu thần chú, nó như là một sự che chở. Thì Đức Phật này đại vương, thì khi mà vua hỏi đó, ở đây thì vua Bình Sa Vương, cái này đó Bình Sa Vương, cái việc ở trung tâm tỉnh xa. Thì câu chuyện này đã đến Đức Phật, và Đức Phật này đã nói rằng, này đại vương, niệm tưởng Phật Đà không chỉ là cách duy nhất, còn có ý nghĩa được bảo hộ. Như những người Phật tử chân chánh thực hành thâm sâu và niệm tưởng một trong sáu đề mục này, thì không cần bất cứ sự bảo hộ nào.
phương cách bảo hộ nào, câu thần chú nào hay được, hay dược thảo nào cả. Ngài nói lên câu kệ, tức là đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày đêm thường niệm tưởng Phật Đà. Và đệ tử Gotama, đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày đêm thường niệm tưởng chánh pháp. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm thường niệm tưởng tăng già. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm thường tưởng niệm sắc thân. Đệ tử Gotama luôn luôn thường tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm ý vui niềm bất hại. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô lượng ngày hay đêm ý vui tu thiền quán. Thì cái thứ việc này chúng ta học cái câu, cái chỗ mà đến cái niềm tưởng ơn đức pháp. Có thể nó nghe ở đây chúng ta biết là chúng tôi không cần phải nói về cái ơn đức của Phật nữa, mà đây nói về ơn đức của pháp. Mà ơn đức của pháp, nó đọc cái kinh văn chúng ta phải hiểu rằng tại sao những cái ơn đức nó như vậy. Thường chúng ta niệm ơn đức của Phật, chúng ta trực tiếp nhớ tới Phật, nhưng chúng ta cũng nhớ tới ơn đức của pháp là khi chúng ta suy niệm pháp. Vậy thì ơn đức của pháp là cái ơn đức gì? Thường niệm tưởng chánh pháp hay là thường niệm tưởng ơn đức chánh pháp? Ơn đức Phật thường niệm tưởng Muthanusti, Thamanusti, Sangranusti, Chayanusti, Kaganusti, rồi Vipassananusti đó, đó. Tức là hay chúng tôi là thất tỳ niệm á. Thì ở đây kính thưa quý vị, chúng ta nhớ trong cái câu kinh mà đọc rất là tuyệt vời đó, Swakato Phakavata Thammo Sandhitiko Akadiko Ehipasiko Opanajiko Pachattang Vedhitapo Vinyu Iti. Rất là tuyệt vời. Swakato Phakavata Thammo có nghĩa là Tam Tạng Pháp Bảo được Đức Thế Tôn Ngài đã giáo truyền. Căn đức của Pháp nó vô cùng vi tế, thâm sâu, sâu sắc, rộng lớn, vô biên. Mà chỉ có các bậc chư thánh văn, chư thánh gọi là sao cá, tức các bậc thượng thủ thanh văn, các ngài sau khi chứng đắc, ngài mới thấu hiểu. Mà người thấu hiểu, người chứng ngộ, tức là sau khi ngài là thành tựu pháp thì mới chứng đắc theo cái sở đắc của mình. Còn tất cả chúng ta chỉ khi mà chúng ta tu tập hay chúng ta học hiểu thì chúng ta chỉ là một sở đắc của thuộc về sự về lý nhẹ thôi, chứ chưa có sự thành tựu. Thì ở đây kính thưa quý vị, nói đến ân đức của pháp thì nó có sáu ân đức của pháp. Một, tức là nói đến cái giá trị của giáo lý á, thì Swakato Phakavata Thammo nó gồm có 10 chánh pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng hoàn hảo, phần đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đầy đủ với nghĩa văn cụ túc trong sáng, rõ ràng, thanh tịnh. Chúng ta nhớ ha, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, rồi đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Vậy thì 10 cái chánh pháp đó là gì? Là chánh pháp siêu thế. Một là chánh pháp siêu thế. Và hôm nay chúng ta lưu ý chánh pháp siêu thế, tức là 4 đạo, 4 quả và 1 niết bàn. Đó là chánh pháp siêu thế. Mà chánh pháp siêu thế này gọi là cái chữ Sandhitiko đó, cái lý thứ hai Sandhitiko có nghĩa là chánh pháp siêu thế đó, tam giới mà chư thánh tăng đã chứng đắc bốn thánh, chứng bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, rồi tự thấy tự biết bằng trí tuệ. Cho nên vì vậy đó, chúng ta nghĩ bây giờ niệm pháp là niệm sao, tức là niệm trên cái ân đức của sơ của các vị đã chứng đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, và chính các vị đó đã chứng đắc một cách đầy đủ, một cách thành tựu như vậy.
Thì khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta nhớ rõ và ràng một cách như vậy. Cho nên vì vậy, nói đến ân đức của Pháp, khi được như thế đó, thì đó chính là mới là mười. Chúng ta nhớ tới là bằng cái trí tuệ của mình, trong chính bốn đạo bốn hòa một niết bàn, bằng cái trí tuệ chính đắc của mình. Cho nên coi như là mà đây là nhớ là chính pháp siêu thế quan trọng, đúng không? Niết bàn, chính pháp siêu thế của một niết bàn, tức là quả chính đắc của mình. Cái pháp thứ hai đó là chánh pháp, thì gồm bốn pháp siêu thế mà được chư thánh đã được, mà được chư thánh sanh, tức là pháp được thấy, pháp được giác ngộ, pháp được hiểu biết, thì chỉ có chư thánh người ta chứng đắc được sơ nhị tam tứ đạo và quả. Cái điều thứ ba, Akaliko, tức là ở trong kinh mà chúng ta đọc nhớ là ở trong cái quyển của Hiệu Tông, Akaliko tức là pháp cho đắc đạo đắc quả không chờ ngày giờ, nghĩa là khi nào đắc đạo thì khi đó đắc quả, không có trễ, không có ngăn cách chỉ một sát na thôi. Nghĩa là khi chứng đạo thì liền cái đó là chứng quả, chỉ một sát na rồi, một sát na bước qua thôi. Nhưng ở trong tinh thần của như vị diệu pháp cũng vẫn đó, coi như là bậc kính thưa quý vị, bậc sơ đạo, bậc hữu học, vẫn là tầng sơ đạo. Chúng ta nhớ rõ như vậy nha. Và cái ý nghĩa cái pháp thứ tư, thứ tư tức là Ehipasiko, ở đây đến để mà thấy, đến để mà hiểu về Phật pháp. Hiểu thì thấy Phật pháp đó, thấy gì? Thấy chính pháp siêu thế, chân nghĩa. Nó thuộc chân nghĩa, nó thuộc về cái sự thanh tịnh, thuộc về trong sạch. Đến để mà thực chứng, đến để mà thấy, đến để mà tu tập. Và cái thứ năm, Opanayiko, mà chúng ta Obakayinoba chánh tăng quê tapu quê nhiều huy tí đó, Opanayiko tham mô, là chính cái chánh pháp đó, là chính pháp siêu thế, là pháp mà làm nên, là hướng tâm cho chúng sinh trước tiên để mong được giải thoát khỏi cái sinh tử. Tức là khi mà chúng ta đến để mà thấy, rồi đến để mà hiểu, mà đến để mà tu tập, hướng tâm để mà tu tập. Và khi đây là cái ân đức thứ sáu cuối cùng, là bát chánh tăng quy đi tát bồ tát nhung hy tiếng, nghĩa là khi đó đó là cái pháp mà được bậc trí bậc thánh tự chứng đắc, biết mình nhập thánh và hưởng an lạc niết bàn. Mà đây là sáu ân đức này, chỉ có ân đức chỉ là bậc thánh các ngài mới có đầy đủ, chứ còn các hàng phàm nhân khác á thì chúng ta thấy nó chỉ là cái tinh thần hiểu biết một cách căn bản, bản tới đó thôi, nó chưa có vượt, chưa được vượt ngoài cái tam giới, cái nó chưa đạt được cái pháp siêu thế. Thì bây giờ thứ nhất á, chúng tôi cũng sẽ nói, tranh thủ nói về, giảng cho nó rộng ra một chút xíu về từ cái ân đức Sokhato, cũng nghĩa là khi chúng ta đọc Sokhato, tức là bốn đạo bốn hòa một niết bàn. Ở trong chú giải với dạy rằng là pháp học, tức là chánh pháp hoàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Đức Phật nói trong kinh có một bài kệ đó, hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo đoạn giữa, hoàn hảo đoạn cuối. Tức là cái gì kính thưa quý vị? Tức là giới định tuệ. Nhớ nhé, giới định tuệ. Và khi mỗi cái bài pháp của Đức Phật, nếu chúng ta nói theo lý, theo sự, thì hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo đoạn giữa, hoàn hảo đoạn cuối, tức là phần mở đầu thân bài, mở coi như là mở bài thân bài và kết luận một cách hoàn hảo đầy đủ, như là hoàn hảo về động, như là
là kinh hay là luật hay luận gì, tất cả mọi thứ đều là một cái pháp mà Đức Phật ngài nội từng, tức là nghĩa văn cụ túc những gì mà Đức Phật ngài dạy, nó đều gồm đầy đủ nghĩa văn cụ túc, chứ không có phải là nói một cách đơn giản rồi cho ai muốn hiểu gì hiểu, muốn không hiểu thì thôi, phải là vậy. Cho nên khi mà chúng ta học kinh văn á, chúng ta phải nhớ một điều này: chúng ta chưa biết để chúng ta học cho biết, chúng ta chưa rành để chúng ta học rành. Chứ không phải học coi như là năm ba câu rồi tự nghĩ rằng mình hiểu đâu, không có đơn giản đâu, nó đơn giản. Thí dụ nói về cái luật tạng, nói về luận tạng, nói về kinh tạng, mỗi mỗi câu nói ra đó, phải đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, hay hoặc là phải sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, nếu nó quá trình tu tập từ giới định tuệ. Còn nếu nói cái sự trình bày biện từ nghĩa lý pháp gì được Đức Phật ngài ở trong kinh văn sáng ngời, chứ đừng có nói cái câu như bây giờ mình giải thích thêm, hay là mình cái này cứ như Phật nói cái chỗ này nó tối nghĩa quá, bây giờ mình giải thích cho nó rộng ra, nó sáng ra, nó vậy mình khôn hơn Phật, mình trí tuệ hơn Phật. Những người đã nói như vậy là nói đại ngôn, nói bằng cách ngu si. Hay là hồi xưa Phật chỉ dịu, giờ ta chỉ như thế này các ngươi sẽ dễ hiểu hơn. Có những người nhân danh công lý, có những người nấp bóng, có những người mà ngu dốt rồi nói chẳng qua, tức là nói cho nó có nói gì thôi. Thì đây chính là một điều mình là chúng ta làm những người hiểu biết, không biết Phật pháp á, chúng ta phải có sự tránh né, và chúng ta phải có một cái sự hiểu biết như vậy. Và kính thưa quý vị, đức mà đầu tiên của chánh pháp đó, khi mà chúng ta biết là như là chánh pháp xu thế gồm tới nhập luân thánh đạo nè, nhất lai thánh đạo nè, bất lai thánh đạo nè, a ra hàng thánh đạo này, rồi thánh quả cũng như nhập luân thánh quả, nhất lai thánh quả, bất lai thánh quả và tức a ra hàng thánh quả đó, tức là bốn thánh đạo thánh quả này nó thuộc và cộng niết bàn, chính là chính pháp siêu thế. Và pháp hành của chánh pháp và pháp hành của pháp hành chánh pháp và pháp thành của chánh pháp thì chính là sự hoàn hảo, sự hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa và phần cuối thì như sau: tức hành giới ở đoạn đầu, hành định nó tức là bốn tức là hành thiền tuệ và bốn thánh đạo, bốn thánh quả, hoàn hậu ở đoạn giữa và niết bàn hoàn hậu ở đoạn cuối. Cái chỗ này chúng tôi nói sơ qua vậy, tức là ý nói muốn nói là cái gì, nói về pháp, ân đức của pháp, phải nói đến nó bốn đạo bốn quả một vọng niết bàn, nó được hoàn bị ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của pháp học, pháp hành và pháp hành luôn. Dạ. Thì pháp học của chánh pháp, tức là ta lắng nghe học hỏi pháp học, pháp hành ở đây tức pháp học của chánh pháp, tức là chúng ta học hỏi theo những lời dạy của Phật bằng cách tức là học về giới hay là hành về thiền định hay là thiền tuệ, đó cũng chính là pháp học đó quý vị, chứ không phải là chúng ta nói chúng ta đi pháp hành vô chúng ta trực tiếp đâu của Trần á. Ngay khi chúng ta hiểu biết được, đó cũng chính là chúng ta đang hành pháp. Quý vị đang suy niệm pháp, chúng ta đang suy niệm pháp. Cô tu nữ tự duyên à, sư đang dựa trên kinh nha, cái này không phải chuẩn xác rõ ràng, đừng có viết lên như vậy, cái là cái bài giảng coi như là không có chịu trách nhiệm mặt. Tôi đang nghiên cứu trên cái dựa trên kinh văn để nói đó. Dạ, chứ quý vị đừng có nghĩ ví dụ mình chim chim vào những cái câu như vậy rồi cái người ta tưởng mình nói như vậy cái là nó kẹt. Kể thưa quý vị, thì đó chính là một cái điều mà pháp học ở đây chúng tôi muốn nói trên cái học, mà tức là từ đó nó làm phương tiện, nó làm cái nền tảng để cho cái gì, mới chỉ là phần đầu thôi, mới phần đầu như vậy. Rồi pháp hành của chánh pháp nó có ba pháp hành: một tức là pháp hành về hành về giới, tức là vị hành giả phải có cái tác ý thiện tâm gìn giữ giới cho trong sạch và trọn vẹn, và làm nền tảng cho pháp pháp định và pháp tuệ tuệ sanh. Đó hành về định đó, tức theo tức pháp hành tuệ, hoặc là pháp hành về định đó, tức là hành giả tiến tu thiền định đó, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền hữu sắc hoặc các bậc thiền vô sắc, chính là cũng lại ở trong cái ân đức đó, vẫn là các vị đó người ta đang hướng tâm tới các cái pháp hành đó. Và pháp hành tuệ đây là tiến hành giải dẫn tới
làm cho thiền tuệ nó sanh khởi trí tuệ thiền tuệ, ở trong đó biết rõ cái sự sanh sự diệt của danh và sắc pháp, của ngũ uẩn, tức là để thấy được cái trạng thái vô thường khổ não vô ngã của danh và sắc. Vậy ở chỗ này, ta mới dẫn chứng đến cái dẫn chứng tức là thành tựu, đến thành tựu, thành tựu lý thánh đế. Bởi vì chính vì vượt qua cái này xong rồi, vị ấy sau khi giác ngộ, sau khi hiểu biết được đây là sanh, đây là diệt, đây là vô thường khổ não vô ngã, và vị ấy chứng đắc, thì cái sự chứng đắc đó đó, thì chứng đắc đó vừa là Ariya Savaka, tức là các bậc thánh ngài hiểu biết về đây là sự thật, mà gọi là Ariya Sakya, Ariya Sakya Samudaya. Dạ. Thì và cuối cùng thì cái đúng cái đoạn cuối, tức là pháp thành, tức là chánh giác, tức là sau khi mà chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả niết bàn, thì đoạn diệt mọi phiền não tham ái giải pháp, thì đó là pháp thành và được hoàn hảo ở phần cuối. Do ấn đức như vậy cho nên gọi là xóa ca tô và ca ta tham mồ, quá tuyệt vời chưa. Và cái chỗ thứ nhì được gọi là sanditiko. Sanditiko ở đây có nghĩa là gồm chín pháp siêu thế chứng đắc bằng trí. Sanditiko này có ba ý nghĩa, tức là chứng đắc bằng trí tuệ của mình, rồi cái thứ hai nữa là đoạn tuyệt phiền não, thành tựu bốn thánh tuệ và thành tựu niết bàn, hay là tự chứng kiến. Tức là kính thưa quý vị, nếu chúng ta phải phân biệt, chúng ta biết đối với một vật mà đến đi mà thấy, thấy cái gì? Thấy bằng trí tuệ, thấy bằng trí tuệ, chúng thấy bằng cái vô tu của mình, niệm vô thở ra thở vô, cái tôi thấy cái sanh cái diệt. Mô Phật, từ từ khoan, cạo bài cao quá rồi. Cái chỗ mà sanditiko thì chứng đắc bằng trí tuệ của mình, là bậc trí tuệ tiến hành thiền tuệ dẫn đến giác ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Và cũng như vậy, và tiến hành như vậy, và tiến hành đến coi như là tới bậc nhất lai, bậc thất lai và bậc a la hán, thì mỗi bậc thánh nhân tự biết bằng trí tuệ của mình, thấy bằng trí tuệ của mình, và từ chỗ đó mới vừa là đoạn diệt được cái phiền não bằng cái gì? Bằng thánh đạo tuệ. Khả năng đoạn diệt cái này đó là tùy theo cái thánh đạo của từng tệ. Mà khi được đạt được như vậy đó, mới có khả năng loại trừ được hai cái loại phiền não, tức là tâm tà kiến và tâm hoài nghi. Siêu hoài nghi tức là siêu nghi và siêu tà kiến á, thì đúng rồi, vì ấy là đạt vào một cái như là tức là chứng đắc sơ đạo, sơ quả và cái giảm nhẹ, và chứng đã chứng coi như là nhị đạo, nhị quả tức là giảm nhẹ sân hận, và chứng tam đạo là vi tế cái tham ái, và cuối cùng chứng đắc thánh đạo, thì vị ấy mới thành tựu chắc chứng đắc tứ đạo tứ quả, thì vị ấy mới diệt trừ được thượng hạ phần kiết sử luôn. Nói gì dễ hiểu, thượng phần và hạ phần kiết sử. Dạ. Và có chỉ mà chính cái bốn thánh đệ, bốn cái quả tuệ này, nó có khả năng nó làm cho vắng lặng, nó làm cho phiền não được đạt được rồi, thì kính thưa quý vị, cái đối tượng tức là cái niết bàn nó hiện khởi, tức là cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau. À, và cái đức pháp bảo của thứ ba Akaliko cũng như nói ở đây, có nghĩa là ý nghĩa tức là nói đến cái thời gian, chỉ sau một sát na thôi, là khi nào đắc đạo thì khi đó sẽ đắc quả. Một lộ trình tâm nó diễn qua rất lẹ, của lộ trình tâm sơ đạo, của lộ trình tâm sơ quả, mình chỉ đổi một sát na thôi. Thì khi chúng ta nghe được như vậy thì chúng ta mới biết được là cái giá trị nó như thế nào. Dạ. Cái thứ tư cái ân đức mà ân đức của pháp bảo, tức là Epasiko, chúng ta nhớ đến để mà cái gì? Đến để mà thấy, hay đến để mà hiểu biết, đến để mà thực chứng,
Thì cũng vậy, thực chứng trên chính pháp siêu thế. Cho nên tâm thanh tịnh, và nhờ tâm thanh tịnh đó, mới hiểu biết được, mới chứng đắc được cái thực chứng. Tức là nhờ tâm thanh tịnh đó mới hiểu biết được các pháp siêu thế. Đây hay là các pháp thuộc nùi về các pháp siêu thế, các pháp nào thuộc về các pháp tục đế, các pháp nào cần phải nắm, cần phải bỏ, cần phải vượt qua. Các pháp thuộc về luân hồi, các pháp thuộc về chân, thuộc về siêu thế, và các pháp thuộc về tục đế. Thì đó chính là các vị đó người ta mới phân biệt một cách rõ ràng bằng cái sự tu tập của chính mình. Thì nói đến chính pháp siêu thế, chính là, tức là chánh pháp hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, bởi vì chính pháp bởi vì chính pháp siêu thế này không hề bị ô nhiễm bởi phiền não, mà cũng không có, nó không có động đến cái phiền não. Và chính cái chính pháp siêu thế này chỉ được vị thánh thành tựu và chứng đắc. Căn đức thứ năm của giáo pháp là Obanjiko Thamo, là chính pháp siêu thế này nói đến những hạng bậc thánh, thánh đạo, thánh quả. Thánh đạo, thánh quả nào mà các ngài đã ngộ pháp, các ngài đã chứng pháp xong thì các ngài sẽ thành tựu. Tất cả chúng ta nếu muốn mà Obanjiko đến đây mà thấy, đến mà hiểu, đến để mà chứng nghiệm á, chỗ này chứng nghiệm á, đến để mà chứng nghiệm á, thì phải, chúng ta phải thực hành thôi. Chúng ta phải thực hành vào, và khi thực hành thì chúng ta mới nhập, chúng ta mới thành tựu được các tầng thánh, và nhập được các tầng thánh gì đó, chúng ta mới không còn sanh tử, không còn khổ đau. Và cái ân đức cuối cùng, kính thưa quý vị, tức là gọi là ân đức gọi là Pa Chát Tăng Quê Đi Táp Pô Quyên Nhô Hì Tí, có nghĩa rằng đó là chính pháp siêu thế mà được bậc thánh hay là bậc trí tuệ đã giác ngộ và nghe là an lạc niết bàn tịnh tịnh. Chúng tôi muốn nói như vậy để cho quý vị thấy cái đức nó cao cả như vậy, chứ không phải pháp bảo coi như là cái câu mình đọc là bùa đâu, coi như là Sokato Phakavata Thammo Sanditiko Akaliko, thì lúc nào cũng vậy. Chúng tôi dạy kinh tụng hay là dạy giáo lý cho Phật tử, chúng tôi nói cái gì làm ơn làm phước ráng học hai bài kinh, những cái bài kinh này quan trọng như chúng tôi. Một là Bồ Tát Sa Ra Na Ngươi Cha Mí Tham Ăn Sa Ra Na Ngươi Cha Mí Sang Khang Sa Ra Na Ngươi Cha Mí, đọc ba lần tam quy và đọc được tam bảo Itipiso Sokato Supatipanno, đọc được ba cái phần này, ba cái phần ân đức, tức ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, và niệm tam quy. Bất cứ vào hoàn cảnh nào, vui buồn hoặc chuẩn bị chết, chuẩn bị ra đi gì, đây là bùa hộ mệnh, đây là giảng sanh cho quý vị, đây là sự giảng sanh cho mình. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng ai cứu mình, ai làm chi đó. Bây giờ cuối cùng mình niệm tưởng ân đức Phật Đà, niệm tưởng giáo pháp, niệm tưởng tăng già, hay bây giờ chúng ta nhớ, chúng ta ráng học một cái gì, rồi từng câu qua đi, ví dụ như Itiviso và câu qua ân đức Phật, có chính ân đức Phật hay là thập hồng danh Phật, vân vân. Thì thường chúng ta niệm Phật cũng được, niệm Pháp cũng được, niệm Tăng cũng được. Thì hôm nay chúng tôi giảng về cái niệm Pháp thôi, niệm về cái ân đức Pháp Bảo, niệm ân đức Phật Đà. Rất là một cái, nó là một cái ân đức nó rất là to lớn. Bởi vì chúng ta biết là Buddha-ra-ta-năng, Tham-ma-ra-ta-năng, Sankha-ra-ta-năng, tức là Pháp Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, hay là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, tức là một sự quý giá, một cái sự đẹp. Bởi vì khi chúng ta niệm được những ân đức đó, nêu cao cái tinh thần của Pháp Bảo, mà cái Pháp Bảo này chính được Đức Phật ngài thực nghiệm, mà nhiều lần ngài an trú trong Pháp Bảo đó, an trú trong thiền định, có nghĩa là an trú trong Pháp Bảo, trú trong thiền định tức là trú trong Pháp Bảo, tu tập thiền định tức là tu tập Pháp Bảo. Nếu như chúng ta tu tập đúng, tu tập tức là trong Pháp Bảo,
Tâm tư chúng ta hằng hằng niệm tưởng, hằng quán tưởng. Niệm tưởng chẳng hạn như chúng ta niệm tưởng nhớ như vậy, cuộc sống rồi sẽ đi qua, nó sẽ vô thường, nó sẽ khổ não, nó sẽ vô ngã. Ngày đêm nó qua mau lẹ, tất cả sự hiện hữu này là một cuộc tiếp nối của đau khổ. Hiện hữu là đau khổ. Và chính do ái sanh này, ái sanh, ái làm nhân, ái làm duyên này, thủ này khởi sanh, và thủ này khởi sanh và giữ không được này, khổ đau này, cho nên sanh hữu nghiệp hữu này nó tiếp diễn và nó dẫn dắt chúng ta từ đau khổ này đến đau khổ nọ, từ cái đi từ cái nơi này sang cái nơi kia, của cái sinh, của cái tử, của cái trầm luân. Khi chúng ta có một sự phổ quát, chúng ta có một sự tổng quát như thế, thì kính thưa quý vị, một chuyện làm cho tâm của chúng ta nó sẽ có một cái sự trưởng thành, tâm chúng ta có một cái sự mạnh mẽ, tâm chúng ta nó có một sự phát huy, mà cái sự phát huy đó không có phải chỉ ở một góc bề hiểu biết một cách rõ ràng. Những gì mà chúng ta làm, nếu ta hiểu Phật pháp bây giờ chúng ta nói tinh nhân tinh quả. Thế nào là tinh nhân tinh quả trong tinh thần của Phật pháp? Tinh nhân quả, chúng ta nói tinh nhân tinh quả. Vậy tinh nhân tinh quả là sao? Thiện tâm khởi sanh là có quả thiện, ác tâm khởi sanh là có quả ác. Chúng ta nhớ như vậy, và chúng ta làm thiện thì chắc chắn rằng nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen. Nghiệp coi như là vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen, nó là như thế, không thể nào đổi được. Mà kinh văn này cũng được Phật này cũng đã dạy, dù cho bay phút lưng trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu, dù cho nó thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Ngày hôm nay tất cả những bệnh tật, tất cả những tai ương, tất cả những dịch Covid, tất cả những mọi thứ, mọi điều đều là do tấm lòng của mọi con người phải chịu trách nhiệm trước cái đại nạn. Chúng ta hiểu về cái nhân quả như vậy. Và hiểu như vậy để làm gì? Để chúng ta đang bị cộng sinh. Sự thật ra đây thì ở chúng ta sẽ tồn tại. Không biết tại sao như vậy? Không phải là chính trị, không phải là thời sự gì cả, mà đó chính là chúng sinh, tinh thần của Pháp Bảo này. Đức Phật nó không có chỗ nào an toàn này. Có một chỗ an toàn, đó chính là chúng ta tự tạo cho một chỗ an toàn, tức là chúng ta lo tu tập, lo an trú trong trong Phật, trong Pháp, trong Tăng, an trú trong Pháp thì quả chẳng có sự che chở. An trú trong Pháp ở đây bởi vì khi chúng ta có sự si quán, khi chúng ta có sự đối diện, khi chúng ta có sự chấp nhận, biết đối diện, biết chấp nhận đó thì nó xem như là nó đã qua. Còn nếu như chúng ta chỉ bình thường và chúng ta không suy nghĩ, chúng ta cứ nghĩ rằng chuyện tới nó sẽ tới, chuyện đi nó sẽ đi, như vậy, mà đó chính là chúng ta đã đang đối diện với cái thực trạng đau khổ của tất cả chúng sinh, mà chỉ do tâm của con người. Thì dĩ nhiên ở trong cuộc đời này không phải ai cũng bị, không phải ai cũng chết, không phải ai cũng sẽ bị gặp phải những hoàn cảnh như nhau cả, bởi vì cái nghiệp nó dị biệt. Hiểu cái biệt gì, cái nghiệp nó dị biệt. Quý vị biết chúng tôi có một cái câu chuyện, có cái cô đó cũng kỹ lắm, kỹ vô cùng. Mỗi lần bệnh hoạn thì rất là sợ nạn dịch này nó sẽ tới của ta. Đến khi mà quý vị biết cứ kia ho ho cảm xíu là chạy tới bệnh viện liền, thì chính vì tới bệnh viện bị dịch Covid, từ bệnh viện mang về. Nói như vậy không phải là người ta nói ở bệnh viện đó. Thì dĩ nhiên là môi trường, nó môi trường sạch, nhưng cái cô này cũng đi tới đó, thì cũng mang về cô bệnh. Đến khi cô bệnh nặng cũng rất là buồn, cũng rất là khổ, cũng nói rằng trời, mình đã rất là kỹ lưỡng, nhưng đã đi tới bệnh viện rồi thì chính đi tới bệnh viện ta mới bị. Thì ở đây cũng muốn nói rằng chạy chỗ nào cũng có thoát được hết. Cho nên vì vậy, cái tinh thần của Phật pháp ngài nói, cái tinh thần của Phật pháp đó chính là cái giá trị của cái gì? Được đến thế đích để mà hiểu cái pháp mà được bậc thánh từ các ngài thực chứng, thật thấy, thật giác ngộ, thật hiểu biết. Xin nhắc lại, ân đức của giáo pháp nó có 6 điều nhớ. Hay chúng ta nhớ ân đức của pháp nó có 6.
Và thí dụ như chúng ta nói ơn đức của Pháp thì nó gồm có đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, hoặc là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, pháp học, pháp hành và pháp thành. Đó là những cái mà chúng ta phải nhớ, nhớ cái ý nghĩa của Pháp nó là như vậy. Và ơn đức của Pháp đó chính là nói đến chính Pháp siêu thế, tức là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Đây là một giá trị tuyệt đối mà được Phật tử cần phải nắm, cần phải hiểu như vậy. Dạ, Nam Mô của Thầy giá, và xin có đôi điều trình bày của cái câu Pháp Cú số 297 là như vậy. Xin chấm dứt thời gian thuyết ở đây. Khi dứt lời kính dân Phật Phật là đến Đức Đại Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chính là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm cũng như ở tại chùa Chư Tăng và ở nơi tư gia của Vi Mông, tất cả được an lạc tấn hóa, và nguyện cầu Phật phúc này đến toàn thể chư Phật tử. Mong cho tất cả chúng ta được an lành, được tốt đẹp, và mong cho nạn dịch Covid do nhờ quy lực của phước báo của đại chúng, mong cho tất cả nạn dịch được sớm đi qua, được chúng sinh được an cư, được lạc nghiệp, và kính chúc quý vị có vô lượng an lạc các trường trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường toàn tệ quyền đã giảng bài học Pháp Cú số 297 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến sư. Mong tu sắp bằng băng ra lăng ra khăn tu sắp bè đê của ta sắp bằng bút đà nữ phá quê nữ sá đà sá thị phương văn trụ tê. Mong tu sắp bằng băng ra lăng ra khăn tu sắp bè đê của ta sắp bằng hàm ma nữ phá quê nữ sá đà sá thị phương văn trụ tê. Mong tu sắp bằng băng ra lăng ra khăn tu sắp bè đê của ta sắp bằng sáng khá nữ phá quê nữ sá đà sá thị phương văn trụ tê. Tất cả phú an có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú thay, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh thượng tọa tuệ quyền đại đức pháp tính cùng chư tâm đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu bê ga rê bồ thi ga rê tại hình ta tham ma đa đê na pa quan tu vô chi ta so thiên ga roan tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha ma cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra Sapa na bu ta suki ta pa wan tu te cha na bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sabbe pi dukkha sakha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha am he ra khan tu sắc tham mô sắp bê pi tham ma cha ri no quốc thêm sâm pa phu nê ya ma tham ma ri ya ba quê đi lê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin quý mít.